Thưa quý vị, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 trên trang cá nhân thì nam diễn viên Minh Béo đã cập nhật hình ảnh về tới sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh sau 9 tháng bị giam tại Mỹ vì tội ấu dâm. Tuy nhiên, khán giả cảm thấy khá là khó hiểu khi mà những dòng chia sẻ đầu tiên của nghệ sĩ này trên trang cá nhân là lời cảm ơn rồi thông báo mình rất khỏe thay vì bày tỏ sự hối tiếc về những việc đã gây ra vừa qua. Có thể thấy là trong số các nghệ sĩ phải hầu tòa vì liên quan đến tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em, có người đã phải ngồi tù, có người thoát án, nhưng phần lớn danh tiếng và sự nghiệp của họ bị ảnh hưởng và việc quay lại tiếp tục với hoạt động nghệ thuật sẽ là rất khó. Vâng, đó là thế giới thôi ạ. Còn tại Việt Nam là nơi chưa có cái nhìn sòng phẳng nghiêm túc về sự nghiêm trọng của tội ấu dâm, thì Minh Béo có lẽ là người nổi tiếng đầu tiên vướng phải vòng lao lý vì tội danh này. Sự tha thứ dành cho Minh Béo có thể đến từ những người hâm mộ trung thành, đồng nghiệp thân thiết lâu năm, gia đình, người thân của anh. Nhưng phần đông khán giả theo dõi sự việc có lẽ sẽ chọn cách nhìn khác. Pháp luật của quốc tế thì họ đã xử rồi. Đối với pháp luật Việt Nam thì tất nhiên nếu mà sự cố mà đúng như vậy thì là họ không tha thứ. Vì là cái nhân quyền của con người Việt Nam, với đối với là nhất là cái phạm trù mà vì nhân phẩm con người mà đối với trẻ em thì tất nhiên là người ta không ai mà người mẹ sinh con ra không ai mong muốn như thế để cho người khác vi phạm thân thể con người của người con mình. Còn cái hành động như vậy là quá sai. Biệt là phụ huynh, chúng ta là phần theo dõi sát sao lên con cái, chứ không nên buông lỏng lên con cái. Mà nhất là thời buổi bây giờ, xã hội, thị trường, internet, rồi mạng, rồi đủ các thứ. Nếu mà đặt thành vấn đề, nếu như con cái mình không quản lý tốt là con cái mình sẽ hư thôi. Mà tốt nhất là người phụ huynh, người làm cha, người mẹ, làm mẹ. Cố gắng nên dìu dắt con cái tận nơi tận chốn. Từ nhỏ tới lớn em đã coi ảnh về hoạt động nghệ thuật và em cũng rất là thần tượng ảnh. Thì cuộc đời mà ai mà không có phạm lần phạm sai lầm, nên là đối nếu mà ảnh quay lại trên em vẫn ủng hộ ảnh. Tại vì em vẫn là fan của ảnh. Sáng nay thì mình có thấy một dòng trạng thái của nghệ sĩ Minh Béo trên trang cá nhân của anh ấy. Thì có với một trạng thái rất là vui vẻ chụp hình bên siêu xe, thì mình cảm thấy từng thần tượng nghệ sĩ Minh Béo thì mình cảm thấy mình không chấp nhận được điều này, bởi vì nếu như đó là một tội danh có thật thì mình nghĩ là pháp luật Việt Nam còn có những chính sách cũng như là những cái pháp luật gì đó để can thiệp vào những việc này để bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Và đặc biệt là mình nghĩ là nếu như bây giờ nghệ sĩ Minh Béo có quay lại trở lại hoạt động nghệ thuật thì mình nghĩ là mình sẽ không có thể ủng hộ anh như trước nữa. Dạ, em mong muốn là Việt Nam mình nó cũng có cái luật bảo vệ trẻ em nhiều hơn. Do em nghĩ là cái luật của Việt Nam chưa có chắc, nữa là cái quyền trẻ em thì chưa có được nâng cao lắm. Pháp luật thì phải bảo vệ người dân, và nhà không chỉ riêng đối với người nổi tiếng, thì bất cứ ai khi mà có hành vi như vậy thì mình phải điều tra, mình phải... Nói chung là phải bảo vệ người dân, nhất là nếu mà đối với trẻ em thì cái hành động đó không rất là đáng lên án. Nếu mà nói là nghệ sĩ thì theo mình thì Minh Béo sẽ khó mà để mọi người đón nhận, bản thân mình cũng khó mà đón nhận Minh Béo trở về như một người nghệ sĩ, tại vì cái đó cũng hình tượng của Minh Béo đã ảnh hưởng đến hình tượng của Việt Nam mình.